Good morning everyone. Hôm nay thời tiết có tốt hơn ngày hôm qua, không có gió lạnh nữa, nhưng mà không có gió nhiều nhưng mà vẫn còn hơi lạnh, xe lạnh nên là mọi người đi ra đường lái xe cẩn thận nha. Ok, thôi hôm nay thì Anna muốn làm một cái so sánh nho nhỏ giữa mobile home với lại là condo townhouse. Lý do là tại vì mấy ngày gần đây là Anna nhận được nhiều điện thoại của khách, trong đó có một cậu thanh niên ngày hôm qua vừa mới gọi là em kêu là em vừa mới tốt nghiệp ra trường đi làm cũng được gần 2 năm. Em đang dành dụng được một số tiền thì muốn mua nhà mobile home để cho má với lại em gái với lại em ở. Nhưng mà là em không biết là bây giờ nên mua mobile home hay nên mua như thế nào, rồi làm loan làm sao, rồi giấy tờ như thế nào thì em cũng không biết nữa, rồi em đang phân vân giữa mobile home với lại condo townhouse. Đó là lý do mà Anna sẽ làm một cái chia sẻ để mọi người hiểu dễ hơn về mobile home và condo townhouse. Thì ở đây thứ nhất á, mình sẽ nói qua về cái diện tích. Thì thật ra diện tích á, thì nó cũng tương tự nhau, nếu mà anh chị mua mobile home hay là condo townhouse mà từ 2 phòng ngủ cho tới 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ thì diện tích nó đâu đó cũng xem từ 900 cho tới 1.200 square feet. Thì ví dụ nhà 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm thì ví dụ ở mobile home thì cũng có khoảng đâu đó 900-950 cho tới 1.000 square feet. Còn lên 3 phòng ngủ thì nó có thể rộng lên chút xíu 1.100 hoặc 1.200 square feet. Thì tương tự như vậy, condo thì về diện tích mình có thể thấy là nó tương tự nhau. Cái thứ hai là về cái tiền đóng chết. Tiền đóng chết có nghĩa là tiền này đóng đi không có lấy lại được đồng nào hết nha. Ok, thì tiền đóng chết có nghĩa ở bên mobile home á, thì mình phải đóng cái tiền park, tiền rent, tiền đất á, gọi nôm na là tiền đất. Tại vì mobile home á, người ta coi đó là giống như là một chiếc xe phương tiện di chuyển, chứ không phải là một cái tài sản bất động sản. Và để mobile home có thể ở được thì cần phải thuê một cái vùng đất để mình đặt lên, thì mình phải trả cái tiền đất đó cho bên cái khu park để mình đậu cái nhà của mình lên trên đó. Thì thường em là thấy cái tiền đất của mobile home nó rơi từ đó 900 cho tới là 1.400 đồng một tháng. Thì có những zip code nó có thể rẻ hơn như là 900, 902, 908. Dạo gần đây thì em là hiếm khi thấy cái zip code nào mà có tiền đất mà 900. Gần nhất mà em là có thấy hai căn là 933, 932 với 933. Là zip code 95121, 95111 ở gần Lee Sandwich Center, đường Lewis. Ok, thì cái còn những khu mà cái park nó sang hơn, nó mắc hơn thì nó lên tới 1.400. Trừ những cái park mà dành cho người già 55 tuổi trở lên thì cái diện tích nó sẽ rất là rộng và tiền rent, tiền đất nó sẽ rất là rẻ. Còn lại nếu mà nằm trong những khu mà không có bị giới hạn về tuổi á, thì thường tiền đất á, em là thấy trung bình đâu đó khoảng 1.000 cho tới 1.100, 1.200 là cái tiền đất. Trong khi đó về phía bên condo và townhouse á, thì cái tiền chết ở đây là tiền HOA. Thì tiền HOA anh là thấy rơi đâu đó từ 300 cho tới 800. Thì cái và nó có thay đổi tùy theo cái giám đốc của cái HOA này, người ta quyết định nó sẽ bao gồm những cái gì thì Anna sẽ nói về sau. Nhưng mà trung bình đâu đó khoảng 300, 350, 400 là cái mức average. Còn ví dụ như về tới Santa Clara, ngay cái city Santa Clara luôn á, là tại vì nó nằm ngay bệnh viện này kia, nó hơi mắc chút xíu thì nó lên tới 800, 850. Thì gần đây nhất ví dụ cái căn mà townhouse mà Anna mới mua cho khách xong á, thì lúc mà mua á, thì trên giấy tờ á, thì là 380 đồng tiền HOA. Nhưng mà chú mới nhắn là chú nhận được bill bây giờ xuống còn 338 thôi, tức là giảm gần 50 đồng. Thì không biết là vì sao nó giảm, thì Anna có hỏi bên HOA giúp cho chú thì mới biết là tại vì người ta không có cover nước nữa. Ok, so về tiền đất và tiền đất thì dành cho mobile home, còn tiền HOA thì dành cho condo hoặc townhouse. Rồi, thì hai cái khoản này nó có chênh lệch nhau rất là rõ ràng, thì anh chị có thể thấy. Rồi, về phía yêu cầu, yêu cầu thì ví dụ như yêu cầu của bên mobile home á nha anh chị, cái điểm này rất là nhiều người có câu hỏi dành cho Anna là mobile home thì yêu cầu về income như thế nào, nó cũng giống như condo với townhouse đúng không? Thì cái điểm đặc biệt của cái park á, cái park người ta yêu cầu là khi mà anh chị nộp giấy tờ vô cái park á thì cái income phải gấp 3 lần cái tiền rent cộng với cái tiền mortgage hàng tháng nếu mà anh chị có làm loan. Thì giả sử như ha, giả sử anh chị mua cái nhà
xong cái tiền mortgage mà anh chị làm loan hàng tháng cho khoảng 1,5 ngàn đi, cộng với thêm tiền đất 1,000 nữa là 2,5 ngàn, thì income của gia đình mình tổng lại phải gấp 3 lần cái 2,5 ngàn đó, tức là phải income phải từ 7,5 ngàn trở lên. Thì bên Park người ta mới approve, tại vì người ta lo là mình không có khả năng để trả tiền mortgage với lại tiền đất, cho nên người ta bắt là phải gấp 3 lần cái tiền đất với lại tiền mortgage. Trong khi đó, nếu mà anh chị mua condo với townhouse thì khi làm loan á, thì cái income á, người ta thường người ta đòi là chỉ cần trên 2 lần so với cái tiền mortgage hàng tháng, cộng với tiền thuế, cộng với tiền insurance luôn. Thì cái PITI ở đây định nghĩa là P là principal, tức là tiền gốc. Khi mà anh chị vay mua nhà thì cái này là tiền gốc. Cái E này là interest, là tiền lãi, tiền lời khi mà anh chị vay. Cái T này là cái tiền thuế đất, tax. Và cái E cuối cùng là insurance, là cái tiền bảo hiểm mua nhà. Thì tổng chi phí này một tháng, thường thường lúc nào mortgage người ta cũng tính nguyên một cục này. Thì cái tiền income mà điều kiện cần là anh chị trên, miễn sao trên cái 2 lần của cái tổng này là được. Thì đâu đó khi mà cái PITI này có vẻ là lớn hơn cái số bên này, nhưng mà vì nó chỉ gấp 2 lần thôi, trong khi này gấp 3 lần, thì đâu đó khi cái điều kiện nó so sánh ra thì nó cũng sẽ tương tự đó. Rồi, về cái điều kiện của đậu xe ở mobile home hay đậu xe của condo townhouse á, thì cũng đều là đậu xe carport hết, đậu xe carport. Riêng townhouse thì có thể là có garage luôn, còn condo thường thường là carport ở đậu xe phía bên ngoài đi vô, còn bên mobile home thì đậu xe ngay sát bên nhà. Thì tùy mobile home, có khu thì cho hai chỗ đậu, có khu thì ba chỗ đậu, nên là cái này là tùy từng cái căn nhà đang bán lên. Yeah, thì anh chị cần hỏi cái chỗ này cụ thể. Rồi, thì về những cái điều kiện yêu cầu, những cái khó khăn, những cái điều kiện mà khi mà vào ở bên hai bên, thì mọi người hay thấy mọi người không muốn HOA, tôi không muốn trả HOA, HOA làm khó làm vậy. Nếu mà nói như vậy thì hai bên đều như nhau nha, nhưng mà Anna sẽ cho anh chị thấy cái điểm khác và điểm giống. Ok, đầu tiên á, nếu mà bên phạt anh chị trả tiền này nè, anh chị mất đi hoàn toàn, anh chị không có được lấy lọc nào hết. Cái tiền phạt này, cái tiền anh chị đi thuê, giống như anh chị đi thuê nhà với anh trả cho chủ nhà là hết, không có lấy lại được nào. Và tại vì anh chị vô cái đất của người ta thuê, cho nên chị phải đi theo cái luật của đất ở đó. Ví dụ như là họ sẽ có nhân viên để đi kiểm tra xem là anh chị có đậu xe đúng chỗ hay không nè, đậu xe có ngăn nắp hay không nè, rồi có làm vệ sinh phía trước phía sau nhà sạch sẽ hay không nè, rồi có tiệc tùng hay gì thì phải thuê cái chỗ khu của họ tiệc tùng đó. Rồi ví dụ muốn sửa sang bên ngoài, muốn làm lại cái deck, hoặc là muốn sửa cái gì phía bên ngoài, muốn sơn lại này kia, thì đều phải xin phép bên cái park. Tại vì rõ ràng là anh chị vào chỗ người ta ở mà, thì anh chị phải đi theo cái rule của người ta. Thì thật ra cái đất cũng tốt thôi, tại vì nó làm cho cái cảnh quan sạch sẽ, làm cho mọi thứ nó gọn gàng, ngăn nắp, thì cái giá trị nhà của anh chị cũng lên. Nếu mà một cái community, một cái park mà người ta không có take care gì hết, muốn đậu sao đậu ngoài đường, đậu lung tung, thì sẽ làm cho giá trị căn nhà của anh chị sẽ không tốt khi mà khách đi tới chơi, hoặc là khi anh chị đăng bán lên, đúng không? Cho nên thật ra tuân thủ theo cái điều kiện, theo cái luật của park nó cũng tốt cho anh chị chứ không phải xấu. Chỉ có cái là anh chị bị mất đi cái tiền này hoàn toàn, chị không có được cái nào lại. Còn trong khi HOA á, nói HOA làm khó làm dễ, thật ra HOA cũng tương tự như park thôi. Nếu mà park làm khó làm dễ thì HOA cũng y chang, người ta cũng vì anh chị vào trong một cái cộng đồng, một cái khu community, thì anh chị phải đi theo cái luật của họ là mà sửa, anh chị phải muốn sơn, muốn sửa gì phía bên ngoài. Tại vì nó làm HOA, nó muốn người ta là một cái community, nó phải giống nhau, nó phải đi theo một cảnh quan gọi là cảnh quan đô thị, nó phải giống nhau, không thể nào mà nhà màu xanh, nhà màu vàng, nhà màu đỏ được. Cho nên nếu mà muốn sơn gì phía bên ngoài, đổi màu thì phải xin phép. Thì nó cũng tùy cái dễ cái khó người ta cho thôi, chứ không có vấn đề, nhưng mà mình phải xin ý kiến người ta trước. Ví dụ như vừa rồi khách quen nào muốn xin làm cái cửa sắt á, phía trước để mà bảo vệ an toàn, thay vì chỉ có một cái cửa chính gỗ đi vô thôi, thì bây giờ là thêm một cái rào cửa sắt nữa, thì nộp đơn lên thì đúng, người ta xem, người ta duyệt, người cho làm, chỉ đơn giản vậy thôi chứ không có gì cả nha. Rồi, nhưng mà được lại HOA khi mà anh chị trả cái số tiền này nè, anh chị được nhận lại nha. Bên park không được nhận lại, nhưng bên này được nhận lại cái gì? Nhận lại thứ nhất á, là cái HOA này có thể là bao gồm nước, bao gồm rác, phí rác, rải thải này kia, bao gồm
một số nơi bao gồm nước, một số nơi không bao gồm, thì anh chị nên hỏi cụ thể khi mà chị đi mua nhà, nên hỏi cụ thể là ở HOA là có bao gồm nước hay không. Rồi, nếu mà cái mái nhà của anh chị cảm thấy là bị leaking, bị dột, bị nước chảy, bị bất kỳ vấn đề gì mà anh chị cảm thấy nghi ngờ, thì anh chị báo cho bên HOA, người ta sẽ có người xuống kiểm tra và sửa chữa cái mái nhà cho anh chị, tại vì nó nằm trong cái chi phí này, là nó sửa mái nhà cho anh chị. Rồi nó sửa luôn cả là nếu mà anh chị phía cái tường phía bên ngoài á, là nó sẽ sơn tường cho anh chị. Ví dụ tới một cái thời điểm mà họ thấy là toàn bộ cái community này cái tường nó cũ quá, cần sơn lại màu mới, hoặc là cần sơn lại cho nó đồng đều đẹp, thì nó sẽ sơn lại cho anh chị. Đó. Cho nên là thật ra là đóng tiền này, nhưng mà anh chị được nhận được là nhiều thứ. Thì giống như thay vì anh chị tự bỏ tiền, tự bỏ công, bỏ sức ra, anh chị tự đi sửa mái nhà, tự đi sơn tường, tự đi làm vệ sinh đường phố, đường này kia, thì bây giờ đã có một anh chị trả trước một số tiền, và có một con người hàng tuần đi kiểm tra và đi làm vệ sinh sạch đẹp cho anh chị, thì giúp cho cái căn nhà của anh chị tăng giá lên, đúng không? Cho nên đó, so sánh giữa hai cái thì mình sẽ thấy có một số điểm giống và một số điểm khác giữa mobile home và condo townhouse. Thì tùy anh chị cân nhắc về cái tình trạng situation của mình, về cái tài chính, để mà anh chị có thể chọn là nên mua mobile home hay là nên mua condo townhouse. Còn về mặt gọi là về mặt thị trường á, thị trường bất động sản á, thì tại vì mobile home không phải là bất động sản nên mình không có so được, mà mình chỉ nói là condo và townhouse là bất động sản, cho nên về giá trị bất động sản thì tất nhiên là condo townhouse nó sẽ có giá trị hơn là mobile home. Đó là một điểm cần lưu ý. Rồi thì nhìn chung để mà điều kiện để mà làm loan á, thì đều là tương tự nhau, anh chị đều có cần có là W2 của 2 năm và tax return của 2 năm gần nhất, rồi pay stub của 2 tháng gần nhất, bank statement. Chỉ cần những cái basic như vậy để mình làm loan. Và điểm FICO nữa, điểm FICO thì thật ra lúc đó mình sẽ bên loan sẽ là run credit để mà biết cái điểm FICO là bao nhiêu, rồi mới có cái chương trình loan phù hợp cho anh chị, để biết anh chị có nợ nần này kia nhiều quá hay không, để tính vô cái khả năng mà trả nợ của anh chị. Thì cơ bản chỉ cần 2 tháng W2, 2 năm W2, 2 năm tax return, 2 tháng pay stub và bank statement có chứng minh số tiền anh chị đang có để dùng down payment. Thì hiện tại Anna và Pacific Wild Real Estate and Mortgage là luôn luôn có giúp mọi người làm loan cho mobile home nha, có cả loan cho mobile home, cho condo, townhouse, single house, cho duplex, triplex, fourplex, unit từ 1 cho tới 8 trở lên đều có làm loan cả. Commercial loan cũng có luôn tại Pacific Wild Real Estate and Mortgage. Thì nếu mà anh chị có nhu cầu làm loan á, thì có thể đến office của Anna tại Pacific Wild Real Estate and Mortgage, địa chỉ là 3005 Silver Creek, unit 214 San Jose, Cali, zip code 95121. Anna đọc lại là địa chỉ là Pacific Wild Real Estate and Mortgage, 3005 Silver Creek, unit 214 San Jose, Cali, 95121. Thì tại đây công ty và Anna đều luôn luôn có người nhân viên hỗ trợ tư vấn cho anh chị để làm loan. Và Anna cũng giúp cho anh chị là bán nhà, mua nhà, mua nhà, bán nhà mobile home, condo townhouse, single house, any. Là cho nên là nếu mà anh chị có nhu cầu hay là có bất kỳ cái câu hỏi nào thì cứ thoải mái nhắn tin hoặc là gọi điện cho Anna theo số điện thoại là 669-899-7659. Số điện thoại là 669-899-7659. Anna chân thành cảm ơn và hy vọng là sẽ được mọi người đón xem vào video tiếp theo. Thank you.